Chàng trai tỏ tình với cô gái có chủ. Bị dạy cho một bài học nhớ đời. Xin mất mạng. Người cứu anh ta lại là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ vài tháng không gặp, sự thay đổi của Hưng Như Ý khiến Triệu Đậu Tử sốc nặng. Thuê đất và vận chuyển rau của, kiếm bộn tiền. Sau khi Đậu Miêu về nhà, Triệu Đại Thuận chẳng có thái độ tốt với cô ấy. Đậu Miêu mạnh mẽ, vết thương của cô gần lành. Định dùng xe bò nhà họ Triệu tham gia đội vận chuyển của Hưng Như Ý, kiếm chút tiền. Vừa đề xuất, Triệu Đại Thuận đã nổi trận lôi đình. Vết thương của cô lành rồi, cũng đến lúc đi thôi. Nhà này không thể giữ cô nữa. Từ hôm nay, cô rời khỏi cục đà lĩnh đi. Chú đuổi con đi. Bảo con đi đâu, thích đi đâu thì đi đó. Miễn là không ở cục đà lĩnh, tôi không thèm nhận cô là người nhà. Ba Đậu Miêu sau này sẽ là vợ con. Ba không thể đuổi cô ấy đi. Không nỡ xa nó thì con cũng cút đi. Ông coi như chưa từng sinh ra cô. Đồ làm ông danh nhà họ Triệu. Được, đây là lời ba nói đấy. Đúng, chính là tôi nói đó. Em yêu, chúng ta đi thôi, đã nhà này dung không được chúng ta. Chúng ta đi rồi, có cầu xin tôi cũng không về. Đi hết đi, cút hết cho tôi. Triệu Đậu Tử kéo Đậu Miêu, khập khiễng bước đi. Vợ Đại Thuận ở phía sau thét lên đau đớn. Con trai, con ruột của mẹ ơi. Nhìn kìa, Triệu Đậu Tử bị chú Đại Thuận đuổi ra rồi. Đúng là đáng đời. Đáng đời là mất hết mặt mũi nhà họ Triệu. Đậu Miêu tốt như vậy, sao lại đi theo Triệu Đậu Tử? Một đóa hoa tươi lại cắm vào cái gì kia chứ? Đúng là một con hồ ly tinh. Nhìn cái mặt hồ ly đó kìa, đôi mắt hồ ly không biết đã mê hoặc bao nhiêu đàn ông rồi. Không có nơi nào để đi. Cuối cùng họ dừng chân ở một căn nhà hoang đầu làng. Đậu Miêu, chúng ta ở đây nhé. Nếu em cho anh nghèo, em có thể tự đi. Anh không cần em đâu. Đã chọn anh rồi, em sẽ ở bên anh cả đời. Chúng ta ở đây đi. Cũng tốt, ít ra không phải chịu ánh mắt khinh thường của bố anh. Tốt quá, vợ yêu, anh thề cả đời này sẽ đối xử tốt với em. Đợi chân anh lành hẳn, anh sẽ đi kiếm thật nhiều tiền, xây nhà mới cho em, mua xe hơi, mặc quần áo đẹp nhất. Triệu Đậu Tử không có tài cán gì, nhưng rất giỏi làm vui lòng phụ nữ. Đậu Miêu cũng cảm động lắm. Hai người không có thu nhập, cuối cùng Đậu Miêu đi làm thuê ở ruộng bậc thang của Hưng Như Ý. Tối Đậu Miêu về nhà trò chuyện với Đậu Tử. Hôm nay Hưng Như Ý hái được bao nhiêu rau? 3 xe máy cày, hơn 20 xe ngựa, 10 xe lừa. Gì, như vậy sao? Em tính rồi, cứ đà này, đến cuối năm Hưng Như Ý sẽ thành triệu phú đấy. Giờ nửa làng đang làm công cho anh ta. Cứ thế này, 3 đến 5 năm nữa kiếm vài trăm triệu cũng không phải không thể. Không được, anh phải tìm cách đưa mạch hoa về, gả cho Hưng Như Ý. Anh muốn làm anh rể của hắn, sau này chúng ta sẽ có lợi thôi. Triệu Đậu Tử đã quyết tâm, nhất định sẽ làm anh rể của Hưng Như Ý. Vậy thì anh phải nhanh lên đấy. Bây giờ Phương Linh và Như Ý rất thân thiết. Nhìn ánh mắt Phương Linh là biết cô ta thích Như Ý rồi. Triệu Đậu Tử biết bố Triệu Đại Thuận chẳng chịu tiết lộ gì cả, nhưng mẹ thì khác. Cuối cùng Đậu Tử cũng dò la được tin, biết được em gái Mạch Hoa đang ở nhà gì, cũng biết được mấy chiêu của Triệu Đại Thuận. Trời ơi, bố tôi già rồi nên lẩm cẩm rồi. Sau này Hưng Như Ý chắc chắn sẽ thành công hơn. Sao cứ bám víu mấy cái lợi nhỏ nhặt trước mắt, không chịu buông ra? Qua cơ hội này là hết đấy. Các người đang hại Mạch Hoa đấy, rồi lại tìm đến Hưng Như Ý. Như Ý, cậu vẫn muốn ở bên em gái tôi chứ? Đậu Tử, tất nhiên tôi muốn ở bên em cậu rồi. Nhưng mà Mạch Hoa đã tìm được người giàu có ở thành phố rồi. Người giàu nào chứ? Đó đều là kế của bố tôi thôi. Nghe xong Đậu Tử kể đầu đuôi câu chuyện, Hưng Như Ý ngẩn người một lúc. Cậu nói tất cả là do chú Đại Thuận là mà? Còn nữa, cậu nói Mạch Hoa có con của tôi là thật sao? Thật hay giả, cậu đến xem thì biết thôi. Mạch Hoa đang ở nhà gì của tôi đấy. Cảm ơn cậu, anh Đậu Tử. Trước đây là tôi không phải, không nên dùng chĩa đâm vào mông cậu. Người nhà với nhau không cần khách sáo. Bây giờ cậu thành đạt rồi, sau này còn phải nhờ cậy ông chủ lớn như cậu nhiều. Sau khi có được địa chỉ của Mạch Hoa, Hưng Như Ý lập tức lái chiếc xe máy mới mua đến nhà dì của Mạch Hoa. Vì máy cày đang bận chở hàng, đi lại không tiện nên anh ta bỏ ra một khoản tiền lớn mua chiếc xe máy tiền giang. Theo lời Hưng Như Ý, đây gọi là đầu tư hiệu quả. Khi đến nơi, Hưng Như Ý hồi hộp gõ cửa. Người ra mở cửa là dì của Mạch Hoa. Cậu trai, cậu tìm ai? Bác là dì của Mạch Hoa phải không ạ? Cháu tên là Hưng Như Ý, cháu đến tìm Mạch Hoa. Vừa nghe tên Hưng Như Ý, dì lập tức xa sầm mặt. Thằng cả, thằng hai, thằng đã bắt nạt em gái chúng con đến rồi. Cầm gậy lên nào, đồ khốn. Cậu còn dám đến đây à? Hai anh họ ùa ra ngay lập tức. Ai nấy đều nhìn Hưng Như Ý với vẻ dữ tợn. Dì ơi, dì hiểu lầm rồi. Lá thư đó không phải cháu viết, tất cả là do chú Đại Thuận gây ra. Cháu chưa từng làm gì với Mạch Hoa cả, cũng không hề bỏ rơi Mạch Hoa. Hả, anh Như Ý, anh nói gì vậy? Hưng Như Ý thấy Mạch Hoa đi ra, vội vàng chạy lại. Mạch Hoa, em nghe anh nói này, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Mạch Hoa nghe. Mạch Hoa mới ôm chầm lấy Như Ý, khóc nức nở. Anh Như Ý, em tưởng anh thật sự không cần em nữa chứ? Bố mình lại có thể làm ra chuyện này. Mạch Hoa cũng không lấy làm ngạc nhiên. Anh Như Ý nói một là một, hai là hai.
đã nói sẽ đối tốt với em cả đời thì sẽ là cả đời. Đi, anh đưa em về nhà. Về nhà của chúng ta. Trước khi đi, Hương, như ý còn cố nhét cho dì ít tiền. Dì à, lần này cháu đến gấp, không kịp mang dì theo. Cảm ơn dì đã chăm sóc Mạch Hoa thời gian qua. Mạch Hoa là cháu gái ruột của dì, cháu mau cất tiền lại đi. Dì cứ giữ lấy à, dì ơi, bây giờ Mạch Hoa cũng coi như đã có gia đình rồi. Sau này con có thể phụng dưỡng mẹ rồi. Được rồi, Mạch Hoa đã lớn rồi. Nhưng con đừng oán hận bố nhé. Con cũng biết tính bố mà. Ông ấy chỉ là người cố chấp thôi. Cuối cùng Hương Như Ý đã đưa Mạch Hoa về nhà cũ. Vừa vào cửa đã thấy Phương Linh. Em Mạch Hoa, em đã về rồi. Cái bụng này, Mạch Hoa ngượng ngùng cúi đầu. Đứa bé trong bụng Mạch Hoa là con của anh và em ấy. Mặc dù trên mặt Hương Như Ý tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhưng trái tim Phương Linh lại lạnh như băng. Ồ, Mạch Hoa, Mạch Hoa, Mạch Hoa. Cuối cùng em cũng về rồi, để anh giới thiệu với em. Đây là chị dâu Đậu Miêu của em. Chào chị dâu. Ông già nghe nói con gái về rồi. Bây giờ đang ở nhà Hành Như Nhất. Chúng ta có nên đi thăm không? Thăm cái gì mà thăm, đồ vô dụng cả lũ. Tôi không đi, bà cũng không được đi. Coi như chưa từng sinh ra hai đứa bạc bẽo đó. Thím Đại Thuận cũng biết tính Triệu Đại Thuận. Cố chấp và bướng bỉnh. Thím Đại Thuận vẫn lén lút. Đi thăm Mạch Hoa sau lưng Triệu Đại Thuận. Như Ý à, đừng hận thím. Thím cũng chỉ không muốn con bé phải khổ theo cho cháu đã khá lên rồi. Sau này Mạch Hoa sẽ do cháu lo. Con về chú Đại Thuận của cháu. Cho ông ấy thêm thời gian. Đừng so đo với ông ấy. Ông ấy chỉ là người thích thể diện thôi. Thím yên tâm. Dù sao đi nữa, nếu không có thím và chú Đại Thuận sẽ không có Mạch Hoa. Cha mẹ trên đời đều có lòng tốt, sau này cháu và Mạch Hoa sẽ cùng phụng dưỡng hai người. Trước mắt đã qua 2 tháng. Bụng Mạch Hoa mỗi ngày một to ra, tinh thần của Hương Như Ý cũng ngày càng phấn chấn hơn. Hôm đó, Mạch Hoa và Triệu Y mượn một xe bò cũng vội vàng đến nhà Mạch Hoa. Chị dâu, các người đã về rồi à? Bệnh của anh trai em thế nào rồi? Chưa. Bác sĩ nói sao? Trong 3 tháng qua, sau nhiều lần hội chẩn của bác sĩ và 2 lần phẫu thuật, nhưng lưng của Hy Vọng vẫn không có tiến triển. Thế còn tiền, tổng cộng đã tốn bao nhiêu? Tiền đã hết rồi. 180.000 chỉ còn lại vài trăm. Tôi và Hy Vọng bị bệnh viện đuổi ra. Mạch Hoa không kìm được nữa, bà khóc nức nở. Cuộc sống đã nối lại, nhưng dây thần kinh vẫn không thể lành. Cuối cùng bác sĩ bảo chúng tôi về uống. Bây giờ sẽ có phép màu xảy ra. Anh Như Ý, em sai rồi. Trước đây là anh làm không đúng. Em về đi. Gia đình này không thể thiếu em. Anh cứ dưỡng bệnh đi. Chuyện còn lại để sau nói tiếp. Em không ở phòng chính đâu. Anh cho em ở phòng nhỏ cũng được. Phòng chính em để cho anh và Mạch Hoa. Như Ý, về đi em. Anh văn em đấy. Anh, em nói thật nhé. Bây giờ em đã ở cùng Mạch Hoa rồi. Cái gì? Em với Mạch Hoa ở chung à? Không được, em là người của nhà ta. Chỉ có thể sống với Mạch Hoa thôi. Anh không đồng ý. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.